Kính chào quý phụ huynh và tất cả các em học sinh khối lớp 3 trường tiểu học Tân Phước Khánh A. Chào mừng các em đến với tiết toán của tuần 25, bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Bây giờ các em hãy chuẩn bị bút, thước, vở và sách toán để chúng ta cùng bước vào bài học của ngày hôm nay nhé. Các em hãy cùng nhìn lên màn hình. Cô có bài toán 1 như sau. Có 35 lít mật ong chia đều vào 7 can. Hỏi mỗi can có mấy lít mật ong. Các em hãy đọc hàm lại bài toán này một lần nữa và cho cô biết bài toán cho chúng ta biết điều gì và bài toán yêu cầu chúng ta tìm gì nè. Bài toán cho chúng ta biết có 35 lít mật ong chia đều vào 7 can. Và bài toán hỏi chúng ta mỗi can có mấy lít mật ong. Mỗi can ở đây tức là một can có mấy lít mật ong. Vậy để tìm được một can có bao nhiêu lít mật ong, chúng ta sẽ lấy tổng số lít mật ong là 35 lít chia cho 7 can thì chúng ta sẽ tìm được số lít mật ong có trong một can. Và dựa vào những gợi ý của cô, các em hãy lấy tập nháp ra, chúng ta thử giải bài toán này nhé. Em đã làm xong chưa nào? Và các em hãy cùng đến với bài giải của cô nhé. Số lít mật ong trong mỗi can là 35 chia 7 bằng 5 lít. Đáp số 5 lít mật ong. Phép chia 35 chia 7 bằng 5 được gọi là bước rút về đơn vị, tức là tìm giá trị của một phần trong các phần bằng nhau. Đây cũng chính là bước giải đầu tiên trong dạng toán của chúng ta ngày hôm nay. Và để các em hiểu kỹ hơn về dạng toán này, chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài toán 2 nhé. Có 35 lít mật ong chia đều vào 7 can. Hỏi 2 can có mấy lít mật ong. Các em hãy đọc hàm lại bài toán này một lần nữa và cho cô biết đề bài cho chúng ta biết điều gì và đề bài yêu cầu chúng ta tìm gì. À, đề bài cho chúng ta biết có 35 lít mật ong chia đều vào 7 can. Và đề bài hỏi chúng ta hai can có mấy lít mật ong. Các em hãy cùng so sánh với bài tập số 1 chúng ta vừa mới làm nhé. Cũng là 35 lít mật ong chia đều vào 7 can. Và bài toán 1 là hỏi mỗi can có mấy lít mật ong. Còn bài toán 2 hỏi hai can có mấy lít mật ong. Các em đã nhận ra sự khác biệt chưa nào? Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em tóm tắt bài toán này nhé. 7 can đựng 35 lít mật ong. 2 can đựng bao nhiêu lít mật ong? Các em lưu ý cho cô, khi tóm tắt chúng ta viết can thẳng hàng với can và lít thẳng hàng với lít. Đề bài yêu cầu chúng ta tìm hai can có bao nhiêu lít mật ong. Vậy bây giờ dựa vào những gợi ý từ những tóm tắt của cô thì các bạn hãy thử giải bài toán này vào tập nháp của mình nhé.
Và đây là bài giải của cô. Đầu tiên cô đi tìm số lít mật ong trong mỗi can là. Cô lấy 35 chia 7 bằng 5 lít. Tiếp theo cô đi tìm số lít mật ong trong 2 can là. Cô lấy 5 x 2 bằng 10 lít. Đáp số 10 lít mật ong. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các em giải xong bài toán số 2. Bây giờ cô mời các em hãy quan sát lại bài toán một lần nữa. Bước đi tìm số lít mật ong trong mỗi can chính là bước đi tìm giá trị của một phần. Và đó cũng chính là bước rút về đơn vị. Còn bước đi tìm số lít mật ong trong hai can là bước đi tìm giá trị của nhiều phần. Các em hãy cho cô biết, khi giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị thường tiến hành qua mấy bước và đó là những bước nào? À, khi giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị thường tiến hành theo hai bước. Bước 1, tìm giá trị một phần trong các phần bằng nhau. Bước rút về đơn vị, chúng ta thực hiện phép chia. Bước 2, tìm giá trị nhiều phần bằng nhau, ta thực hiện phép nhân. Các em đã nhớ hết chưa nào? Bây giờ chúng ta cùng đọc hàm lại với cô một lần nữa nhé. Khi giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị, thường tiến hành theo hai bước. Bước 1, tìm giá trị một phần trong các phần bằng nhau. Bước rút về đơn vị, ta thực hiện phép chia. Bước 2, tìm giá trị nhiều phần bằng nhau, thực hiện phép nhân. Sau khi tìm hiểu xong kiến thức trọng tâm, cô mời các em mở sách giáo khoa trang 128 để chúng ta vận dụng giải các bài tập thực hành sau. Bài 1. Có 24 viên thuốc chứa đều trong 4 vỉ. Hỏi 3 vị thuốc đó có bao nhiêu viên thuốc? Cô mời các em đọc hàm lại bài toán này một lần nữa nào. Các em hãy cho cô biết đề bài cho chúng ta biết điều gì và đề bài yêu cầu chúng ta tìm gì. À, đề bài cho chúng ta biết có 24 viên thuốc chứa đều trong 4 vỉ. Và đề bài hỏi chúng ta 3 vỉ thuốc đó có bao nhiêu viên thuốc. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em tóm tắt bài toán này nhé. 4 vỉ, 24 viên thuốc. 3 vỉ, có bao nhiêu viên thuốc? Để giải bài toán này thì chúng ta cũng tiến hành theo hai bước. Bước 1, chúng ta sẽ tìm số viên thuốc 1 vỉ. Bước 2, chúng ta tìm số viên thuốc 3 vỉ. Dựa vào những gợi ý của cô, các em hãy giải bài toán này vào vở của mình nhé. Chúng ta cùng đến với bài tập số 2 nhé. Có 28 kg gạo đựng đều trong 7 bao. Hỏi 5 bao đó có bao nhiêu kg gạo? Các em hãy đọc thầm lại bài toán này một lần nữa nào. Các em hãy cho cô biết bài toán cho chúng ta biết gì và bài toán yêu cầu chúng ta tìm gì. À, bài toán cho chúng ta biết có 28 kg gạo đựng đều trong 7 bao. Và bài toán hỏi chúng ta 5 bao đó có bao nhiêu kg gạo. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em tóm tắt bài toán này nhé. 7 bao đựng 28 kg gạo.
5 bao đựng bao nhiêu kg gạo? Và để giải bài toán này, chúng ta cũng thực hiện theo hai bước. Bước 1, tìm số kg gạo trong một bao. Bước 2, tìm số kg gạo trong 5 bao. Và dựa vào những gợi ý của cô, các em hãy hoàn thành bài tập số 2 này vào vở của mình nhé. Sau khi học xong bài này, các em cần ghi nhớ cho cô, khi giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị thường tiến hành theo hai bước. Bước 1, tìm giá trị một phần, thực hiện phép chia. Đây là bước rút về đơn vị. Bước 2, tìm giá trị nhiều phần đó, ta thực hiện phép nhân. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em hãy hoàn thành bài tập 1, 2, trang 128 vào vở. Xem lại cách giải toán liên quan đến rút về đơn vị và chuẩn bị cho cô bài tiếp theo nhé.